Xin chào các bạn. Thì bài tiếp theo này mình sẽ giới thiệu cho các bạn bài nút nhấn. Thì cách bây giờ điều đầu tiên mình phải tạo project. Thì tạo project thì tạo giống như các bài bài trước đó ha. Các bạn có thể xem các bài trước đó. Đây người ta tạo project. Đây là một cái form của các mẫu ha. Bây giờ mình sẽ lập trình nút nhấn. Để lập trình nút nhấn thì các bạn phải chú ý đến các thành viên. Bây giờ được một nút nhấn mình đang cắm ở bột D. Các bạn thông báo là DDRD như bột D luôn ha. Bằng không thì đây là hướng vào, thành viên hướng vào. Thì các bạn đã hiểu rõ được thành viên. Các bạn xem lại bài thành viên. Rồi bây giờ mình mở nút nhấn. Bây giờ mình sẽ kết hợp với là cái ladder nha. Ladder nguyên bột ladder mình đang cắm ở bột xe giống như bài trước. Rồi bây giờ mình sẽ làm một hàm kết hợp hàm if. Mình sẽ xài cái nút nhấn đầu tiên ở bên đây được không ha. Khi mình bấm vào thì nó sẽ sáng con led đầu tiên. Rồi khi mà mình nhả ra không bấm nữa thì led nó sẽ tắt. Rồi giờ led chính, giờ mình cứ qua đọc thử. Các bạn thấy con led chưa bấm nó đã tự động sáng rồi, không hiểu tại sao ha. Bây giờ các bạn sẽ đi qua giải thích về thành viên pin và tại sao cái led nó lại sáng như vậy. Trước tiên, các bạn muốn sử dụng thanh ghi pin này thì thanh ghi hướng DDR phải cấu hình là hướng vào tại các chân mình muốn sử dụng. Thứ hai là thanh ghi pin có chức năng là đặt cái mức logic trên chân tín hiệu đó. Ví dụ nếu là mức VCC, có nghĩa là tín hiệu mức cao mà đổ vào cái chân đó thì có nghĩa là nó ra mức logic ạ. Một. Còn nếu mà GND thì ra mức là mức thấp low thì nó ra tín hiệu mức là không. DDRC bằng không XFS định nghĩa cho thanh ghi hướng của bột led. DDRD bằng không định nghĩa cho thanh ghi hướng của bột nút nhấn. Khi bật nguồn các bạn thấy chưa nhấn nút led thì led đã sáng dù cho code viết vẫn đúng. Giải thích thì ở đây các bạn thấy khi không nhấn ở PD.0 đang ở tình trạng hở mặt thì dường như không có kết nối vào chân gì hết. Vậy có nói vào chân nút nhấn nhưng mà nếu mà tình trạng như vậy thì nó không có kết nối vào chân gì, tự nhiên là mặt hở ra. Vì thế nên mức logic của chân đó không xác định và vì điều khiển rất khó để xác định mức logic trên chân đó. Khi việc dùng điện trở kéo lên nhằm mục đích xác nhận định chân đó ở mức cao hay mức thấp thì ở đây thì các bạn thấy nó ở mức cao khi có gắn điện trở vô và khi nhấn nút ở đây thì các bạn thấy nó sẽ ở mức thấp. Và các bạn nhớ rằng ở đây là mình kết nối theo kiểu phần cứng ha, kết nối theo kiểu phần cứng. Còn nếu mà các bạn không có kết nối theo kiểu phần cứng thì các bạn nhớ bên thanh ghi bọt, khi mà cái chân nó cấu hình là ngõ vào thì thanh ghi bọt mà ở mức bọt thì nó sẽ là bật điện trở kéo lên. Bây giờ vậy thì mình ở đây mình sẽ bật điện trở kéo lên ở nguyên bọt D ha, hoặc là bật điện trở kéo lên ở ngay tại chân D.0 thôi. Thì ở đây mình sẽ kéo điện trở kéo lên nguyên bọt luôn. Mình sẽ kéo ở bọt D đi, bọt D bằng 0xFF ha, nguyên bọt lên. Rồi bây giờ mình sẽ biên dịch prote biên dịch nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ đem nạp thôi. Wow. Các bạn thấy á, nó đã hoạt động được rồi ha. Các bạn chú ý là khi mà các bạn xài đến những cái đầu input của vi khiển á, là cái đầu vào á, các bạn phải kéo điện trở kéo lên ở ngay tại chân viên đó nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ làm tiếp theo, đó là mình bấm nút tiếp theo thì sẽ con led tiếp theo sáng. Bây giờ mình sẽ lập trình ha. Bây giờ mình sẽ copy cái này cho nhanh. Mình sẽ hài cái pin tiếp theo, đó là pin D.1. Và mình điều khiển con led tiếp theo là số 2 đi nha. Rồi, cho chỉnh. Rồi các bạn đem nạp thử nha. Thì các bạn đã thấy được là mình điều khiển được con led số 2 đã sáng lên rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bấm thêm một cái nút nữa thì nó sẽ dịch trái led ha. Thì cái hàm dịch trái led á, trước mình đã có làm rồi. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái là khi mà mình gọi chương trình con. Bây giờ mình sẽ tạo ra một chương trình con ha. Mình ở đây mình sẽ tạo ra một chương trình con. Ví dụ là dịch trái đi. Mình ghi tiếng Việt cho nó dễ hiểu. Rồi mình sẽ đưa một cái code vô. Code như đợt trước thôi. Thì đợt trước phải có hàm delay ở đây nữa ha. Hàm delay nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bấm cái nút tiếp theo. Mình sẽ làm hàm. Hàm hơi dài. Đây là mình muốn giải thích cho các bạn hiểu rõ thôi. Nên hàm hơi dài. Còn nếu làm ra thì mình sẽ làm hàm ngắn hơn. Khi mà bấm nút tiếp theo thì mình sẽ gọi chương trình là trái. Ok. Biên dịch. Rồi các bạn nạp thử Rồi các bạn đã thấy được con led đó dịch trái. Và thực sự là còn rất là nhiều hàm và rất là nhiều cách thức để mình làm cho nó
với cái nút nhấn này ha. Thì với cái nút nhấn này thì các bạn đầu vào này các bạn có thể điều khiển đọc các tín hiệu cảm biến, tín hiệu của magic, magic phím, nút nhấn và rất là nhiều thứ khác ha. Rồi cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, chào các bạn. Ở đây mình xin giới thiệu các bạn là cách kết nối nút nhấn với bằng Protot ha. Thì những con led này giống như bài 1, mình lấy từ bài 1 á, mình em tắt nó lại cho nó gọn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ làm như bài đầu tiên, nên là mình sẽ không có điện trở nổi cháu lên ở đây. Điện dịch. Rồi. Ok, mình sẽ qua đó mình xem, mình bấm play thôi ha. Rồi, ở đây led nó cũng tự nhiên nó cũng sáng luôn, và ở đây trạng thái của nó nè. Các bạn thấy ở đây không? Trạng thái nó màu bạc rồi. Đó. Có nghĩa là trạng thái này là trạng thái không xác định. Bạn có bấm nó cũng lặng lặng sao luôn. Rồi bây giờ nó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất á, là các bạn kéo điện trở, kéo điện trở kéo lên theo phần cứng, và cách thứ hai là kéo điện trở kéo lên theo phần mềm. Giờ mình sẽ làm phần cứng cho các bạn xem ha. Giờ về phần cứng thì mình có vẽ sẵn đây rồi. Rồi mình sẽ kéo điện trở phần cứng lên đây, kéo phần điện trở này. Đó, mình kéo phần cứng ra ha. Lúc này thì lúc này thì chân nó đã được xác định, đã được xác định là mức 1 rồi. Đó, thì các bạn bấm lên ok ha. Đó, nó rõ ràng mất thì giờ nó mới xác định được ra. Rồi. Bây giờ cách thứ hai là mình sẽ kéo điện trở kéo lên bằng phần mềm, đó là phần mềm lập trình này. Thì các bạn sẽ mở ra cái chân vọt này cho bạn không mất FPS ha. Khi mà cấu hình ở đây là ngõ nào thì mình sẽ kéo điện trở kéo lên bằng cách là cho thành viên vọt đó để bằng không mất FPS. Rồi bây giờ mình sẽ biên dịch ở bên đây cái nè. Rồi mình sẽ biên dịch ở đây. Rồi bây giờ mình chạy thử cái này nha. Rồi bạn thấy không, nó cũng đã xác định mức đầu tiên đó là mức 1 ha, có màu đỏ đây rồi. Ok, bây giờ mình hỏi không phải là phần cứng ha. Rồi, ok, vậy là xong ha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.